Nè mẹ đen, ba nói con này nè. Bữa giờ thấy con ở trong cái nhà nhỏ hơn của chị dẻ nên khó khăn quá, cho nên là đây, cái nhà mới này á là của con nè. À, vui hả? Rồi ba dặn con á là mỗi khi được tặng quà thì sao? Đúng rồi, con thích không? Rồi, thích hả? Rồi bây giờ mình vô nhà mới thử nha. Ok. Rồi, vô nhà đi. Đi, vô nhà. Trời ơi, đi đâu vậy? Cái đó cái nhà cũ mà. Qua đây, qua đây. Đi qua đây. Đi ra đây. Ok, rồi. Từ bây giờ con sẽ ở nhà mới nha. Rồi, vô nhà mới coi. Đúng rồi, đóng cửa lại. Nhẹ thôi, đóng cửa lại. Giỏi, đúng rồi. Đóng lại, đóng lại. Ok, ngồi xuống. Giỏi quá, good boy.